Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại cùng với chuyên mục Nhà đẹp Retro, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đã được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Và đầu xuân năm mới thì Minh Thường xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục mang tới cho quý vị về một mẫu nhà một tầng mái bằng mang phong cách thiết kế tân cổ mà đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho anh Hưng ở Phú Yên. Và như thường lệ thì trước khi mà chúng tôi lên ý tưởng, lên thiết kế thì Nhà đẹp Retro chúng tôi đã cử một đội ngũ về tận nhà anh Hưng để qua đó tìm hiểu về nhu cầu, mong muốn, sở thích và đặc biệt là bay flycam và đo diện tích để mang lại một khuôn viên diện tích cũng như là một ngôi nhà hợp lý và hợp phong thủy nhất dành cho anh Hưng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi đón xem về thiết kế 2D, 3D mà chúng tôi đã dành tặng tới anh Hưng nhé. Và kính thưa quý vị, ở trên màn hình nhỏ của quý vị đây chính là thiết kế 2D công năng bên trong ngôi nhà của anh Hưng. Và như thường lệ thì chúng tôi đã nói rồi là chúng tôi sẽ về đo đạc diện tích khuôn viên bên trong cũng như bên ngoài để làm sao mang lại một ngôi nhà hợp lý về giá cả cũng như là về không gian diện tích sử dụng. Thì quý vị thấy rằng là ở đây ngôi nhà được chúng tôi thiết kế với mặt tiền là 9,6m. Chiều sâu của công trình được chúng tôi thiết kế với chiều dài là 13m. Thì đâu đó tổng diện tích khuôn viên ngôi nhà của chúng ta rơi vào tầm 120m2. Thì quý vị thoạt nhìn sẽ thấy rằng là khuôn viên diện tích của chúng ta khá là vuông vắn đúng không ạ? Và khi mà chúng tôi xuống tìm hiểu nhu cầu thì anh Hưng mong muốn rằng bên trong công năng của ngôi nhà anh sẽ thiết kế bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ đơn, một phòng ngủ khép kín và một phòng vệ sinh chung. Và quý vị thấy rằng là ở đây phòng khách được chúng tôi thiết kế với diện tích là 28,5m2, với phòng bếp là 28,8m, với 3 phòng ngủ thì phòng ngủ 1 là phòng ngủ đơn với diện tích là 11,5m, phòng ngủ 2 cũng tương tự là phòng ngủ đơn là 12,5m, phòng ngủ cuối cùng là dành cho vợ chồng của anh Hưng là 14,5m. Và đâu đó thì khuôn viên diện tích phòng vệ sinh ở bên trong phòng ngủ của anh Hưng là 3,3m và cũng đồng với diện tích bên ngoài không gian chung sử dụng với phòng vệ sinh là 3,3m. Và để giúp cho quý vị chúng ta có góc nhìn rõ nét hơn thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với hình ảnh 3D nhé. Và ở trên màn hình của quý vị đây chính là thiết kế 3D mà được chúng tôi thiết kế dành cho anh Hưng. Và quý vị thấy rằng là đầu tiên là chúng ta nói về hệ cửa trước. Với hệ cửa chính là chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ và có ốp kính bên trong. Cùng với đó là thiết kế thêm hai hệ cửa bên ngoài là cửa phụ là nhôm sinh pha và kính cường lực giúp cho khu vực hệ sảnh chính của chúng ta ra vào trông đẹp mắt hơn, ấn tượng hơn và hiện đại hơn rất nhiều đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với chất liệu hệ cửa kính như này sẽ có phần lấy ánh sáng cũng như thông thoáng. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở xung quanh bắt đầu từ khu vực cửa phụ, cửa ra vào rồi là cửa sổ đúng không ạ? Chúng tôi đều sử dụng chung một chất liệu đó là nhôm sinh pha và kính cường lực. Thì với chất liệu như này thì rất là phù hợp dành cho những ngôi nhà ở miền Trung hoặc miền Bắc của chúng ta. Với thời tiết trong năm là vừa nóng vừa lạnh thì chúng ta sẽ chống công binh rất là tốt. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn về khuôn viên trước này. Đầu tiên là trong phòng khách thì tùy theo từng diện tích cũng như khuôn viên ngôi nhà chúng tôi sẽ sắp xếp công năng bên trong là sao hợp lý. Thì quý vị thấy rằng là trong nhà anh Hưng chúng tôi đã sắp xếp một bộ bàn ghế bao gồm là một ghế dài, hai ghế đơn và để cái tủ kệ tivi nằm đối diện với bộ bàn ghế. Điều này thì sẽ tạo cái sự thoải mái trong quá trình mà di chuyển của chúng ta cũng như trong quá trình mà chúng ta sử dụng ở phòng khách. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng làm thông ở giữa phòng khách và phòng bếp. Điều này sẽ tạo cái sự rộng rãi của hai căn phòng của chúng ta. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng làm một cái hệ tường ngăn cách. Ở đây thì nếu như gia đình anh Hưng nếu như mà có thêm chi phí cũng như kinh phí thì sau này anh có thể lắp thêm một cái hệ lam gỗ trang trí để làm cách ngăn hoặc là có thể để hiện tại thì cũng rất là thoải mái để trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Tiếp theo là quý vị sẽ đến với phòng bếp. Thì ở đây là chúng tôi cũng sẽ dựa vào cái diện tích khuôn viên ở bên trong ngôi nhà. Phòng bếp này thì được chúng tôi thiết kế với hệ bếp nằm ngang nha quý vị, bởi vì là khuôn viên của chúng ta không quá là rộng. Với vị trí của khu vực bếp ăn thì chúng tôi cũng sẽ đặt nơi nấu ăn không nằm liền kề phòng vệ sinh để phong thủy tốt nhất. Bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là từ phía tủ lạnh tới khu vực nấu ăn và rửa đồ thì rất là tiện lợi đúng không ạ? Ngoài ra là chúng tôi cũng thiết kế thêm một cái bàn nhỏ nhỏ
dành cho 6 người để gia đình anh Hưng của chúng ta sẽ cùng nhau ăn uống rất là thuận tiện. Đối với khu vực phòng khách và phòng bếp thì quý vị thấy rằng là chúng tôi thiết kế rất nhiều những hệ cửa sổ đơn này, rồi là hệ cửa ghép, hệ cửa 4 cánh để lấy ánh sáng cũng như sự thông thoáng dành cho tất cả 2 căn phòng này. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là đối với khu vực của phòng bếp thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một hệ lam gỗ để che chắn cái không gian đi ra đằng sau nơi cửa phụ, đúng không ạ? Điều này thì sẽ giúp cho không gian của chúng ta sẽ đẹp hơn cũng như là trang trọng hơn rất nhiều. Đối với 3 phòng ngủ đi, ở đây là với công năng bên trong thì quý vị thấy rằng là chúng tôi thiết kế đầy đủ, bao gồm là một giường, một tủ quần áo. Và tương tự thì để lấy ánh sáng và sự thông thoáng thì chúng tôi thiết kế rất nhiều những hệ cửa lớn gồm 3 cánh rồi là một cánh đơn đó, để chúng ta là gì ạ, lấy ánh sáng cũng như thông thoáng, giúp cho các con cũng như là vợ chồng anh Hưng sẽ có được cái đầy đủ cũng như độ thoáng ở trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với phòng vệ sinh thì ở đây quý vị thấy rằng là chúng tôi cả 2 phòng vệ sinh là phòng bên trong anh Hưng cũng như phòng vệ sinh chung, chúng tôi đều sử dụng vách ngăn bằng kính để tạo không gian tắm cũng như là không gian khô. Thì trong quá trình khi mà các thành viên sử dụng của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, đặc biệt là việc lau chùi, đúng không ạ? Đó chính là không gian bên trong mà chúng tôi đã thiết kế dành cho anh Hưng. Và để giúp cho quý vị chúng ta sẽ có góc nhìn rõ nét hơn thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với hình ảnh bên ngoài nhé. Và ở trên màn hình của quý vị đây chính là hình ảnh 3D phía bên ngoài sảnh chính mà được chúng tôi thiết kế dành cho anh Hưng. Thì quý vị thấy rằng là đầu tiên, như Minh Thường đã nói rồi, là đây chính là một ngôi nhà tân cổ điển. Và chúng tôi đã thiết kế với màu sắc là màu trắng làm tông chủ đạo. Bên cạnh đó là chúng tôi sẽ phối hợp với màu xanh của ngói primer để ngôi nhà của chúng ta độc đáo và ấn tượng hơn rất nhiều. Đối với hệ sảnh chính ở đây là khi mà chúng tôi thiết kế với hệ bậc thì chúng tôi sẽ dựa vào 3 yếu tố. Một đó là nền sân của ngôi nhà đối với mặt đường. Thứ hai là chiều cao của móng nhà với mái nhà. Thứ ba là mức chi phí mà anh Hưng mong muốn. Thì quý vị thấy rằng là hệ sảnh chính đây là chúng tôi thiết kế với hệ bậc 1 cấp. Và để tạo ấn tượng độc đáo hơn thì chúng tôi đã thiết kế với gạch thẻ và ốp nguyên từ phía bên hông sang phía bên bồn hoa của ngôi nhà, giúp cho khu vực mặt tiền của chúng ta trở nên độc đáo và ấn tượng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở phía trên hệ mái là chúng tôi đã thiết kế với những cái đường nét uốn éo, đúng không ạ, và kết hợp với những đường nét vuông vắn của hệ cửa, giúp cho ngôi nhà của chúng ta ấn tượng độc đáo hơn rất nhiều. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là ở trên hệ mái nhà chúng tôi cũng đã thiết kế với những cái đường nét cân khối uốn lượn để giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên uyển chuyển hơn, chắc chắn hơn. Và tổng quan thì về ngôi nhà của chúng ta mặt trước là vừa mang lại một sự trẻ trung, bên cạnh đó là một sự khỏe khoắn và một nét tân cổ trông rất là đẹp và sang trọng, đúng không ạ? Và để giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên lung linh hơn thì chúng tôi đã thiết kế thêm rất nhiều những đèn led âm trần, rồi là đèn hắt sáng, đèn trang trí bên ngoài để giúp cho ngôi nhà của chúng ta lung linh hơn vào ban đêm. Và ở trên màn hình của quý vị đây tiếp theo chính là hình ảnh ở phía trên trần cũng như là ở phía bên hông của ngôi nhà. Thì quý vị thấy rằng là đối với một ngôi nhà đây thì chúng tôi đã thiết kế xung quanh là hệ cửa kính cùng với là nhôm sinh pha. Và phía bên trong là chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là hệ rèm 2 màu sắc là rèm trắng cũng như rèm đen để giúp cho ngôi nhà anh Hưng của chúng ta có thêm sự tiện nghi trong quá trình mà sử dụng. Phía trên mái thì chúng tôi đã thiết kế với rất nhiều những họa tiết hoa văn để giúp cho ngôi nhà của chúng ta độc đáo và ấn tượng hơn. Ngoài ra thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hệ cầu thang ở bên hông ngôi nhà để trong quá trình thì sử dụng ấy thì anh Hưng sẽ tiện là chúng ta sử dụng phía trên trần này làm nơi uống trà cũng như là vui chơi dành cho các con. Và phía trên trần nhà thì chúng tôi sẽ thiết kế với hệ mặt đá nha quý vị. Chúng tôi sẽ ốp nguyên như này thì sẽ giúp chống ẩm rất tốt. Bên cạnh đó là gì ạ? Sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta điều hòa với nhiệt độ bên trong. Mùa hè thì mát mà mùa đông thì lại ấm. Đây là phía cầu thang của bên hông ngôi nhà nha quý vị. Trông rất đẹp, rất ấn tượng. Và vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà một tầng mái bằng mang phong cách thiết kế tân cổ
mà đã được nhà đẹp Peto chúng tôi thiết kế 2D 3D dành cho anh Hưng ở Phú Yên. Và nếu như quý vị cũng yêu thích về mẫu nhà này thì đừng quên hãy gọi tới số hotline của chúng tôi qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 65 6596 để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi mang tới cho quý vị về mẫu nhà đẹp nhất và ấn tượng nhất. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh cũng như là để lại phần bình luận của quý vị ở ngay phía dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!